Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào quý vị. Đó là đường truyền của cầu thủ mang áo số 7 người với một thân ở hiệp hai này, đó là vị trí của sinh viên. Như vậy là đang có những sự điều chỉnh của đội bóng Vàng Ninh Bình ở hiệp thứ hai này. Tôi sẽ thông báo về vị trí của đội bóng Vàng Ninh Bình. Đó là vị trí số 1, số 1. Đó là Phát Tiến. Cầu thủ mang áo số 15 đó là Văn An. Số 16 đó là Đình Quân. Cầu thủ mang áo số 7 đó là sinh viên. Số 10 Văn Quang. Số 2 Văn Đức. Cầu thủ mang áo số 6 đó là Phát Tiến. Đó là hình phạt của cầu thủ bên phía đội bóng Vàng Ninh Bình. Chúng ta nói theo thứ tự của các sân để cho các đội nắm được. Và đúng này thì trọng tài vẫn chưa đã đổ được.